Ok ok, hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay theo như yêu cầu của tất cả mọi người, tôi lại tiếp tục quay clip đó là đóng hàng một ngày tại shop VV House. Hình như cái tập này cũng là phần 4 rồi. Nhưng mà mọi người thấy hôm nay có gì lạ không? Đó, rất là ít thành viên luôn. Tại vì mọi người biết sao, dạo này dịch bệnh á, thành phố mình phải cách ly 15 ngày. Thì tôi cho chị Bia nè, chị Milo nè, anh Tuấn Lầy nè, anh Gino nè, ở nhà hết, không có cho qua bên shop làm việc được. Nên bởi vậy hả, bây giờ đóng hàng á thì thiếu người rất là nhiều. Bởi vì tôi mời Thỉnh Lão Thế Gia ra đóng chung luôn. Đó. Nhưng mà shop VV House còn cái may mắn đó là anh Dúi vẫn ở đây. Tại vì anh Dúi là anh ở nhà tôi, thành ra có anh Dúi phụ bởi vì cũng tiện lợi thôi được. Bây giờ hôm nay á là bill khá là nhiều luôn. Mọi người có thắc mắc tại sao hôm nay tôi không quay là tại vì hôm nay á là shop VV bán cũng hơi ít hàng, có mười mấy bill à. Thành ra tôi không quay. Nhưng mà hôm nay tôi thấy đơn rất là nhiều luôn, thành ra tôi sẽ quay cho mọi người xem. Chị V ước chừng hôm nay là bao nhiêu đơn chị V? Không biết nữa. Chắc hôm nay có tầm 30 đơn. Đó, đây là đơn hôm nay nè. Đó, rất là nhiều luôn nha. À, nhưng mà có một cái mới á là bây giờ shop VV House là không có lấy đơn giống ngày xưa nữa, mà bây giờ đã chuyển sang cái loại khác rồi. Nâng cấp mọi người ơi. Lên cấp sao vậy Viên? Đó, mình gửi hàng rất là nhiều nên hả bên nhà vận chuyển đã tặng cho mình những cuộn băng keo. Tên là CNT nha. Bây giờ là chị V không có vận chuyển bằng giao hàng tiết kiệm nữa, mà chị V đã chuyển sang CNT. Đúng rồi. Và cái bill nó cũng có khác luôn. Đâu, cái bill đâu? Đây là bill thông tin của mấy bạn đó. Đó, cái bill rất là khác luôn nha. Ngày xưa là mình không có in ra được cái bill vậy nha. Rất là xịn sò luôn. In ra xong cái mình dán lên cục hàng luôn mọi người. Đỡ ghi số tùm lum tà la nè. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, bắt đầu vô thôi. Bây giờ chị V sẽ đóng cục hàng đầu tiên. Ủa sao vậy? Hôm nay tôi sẽ đặc biệt chú ý là quay nhân vật mới, đó chính là Lão Thái Gia. Hôm nay đó Lão Gia quấn. Tội nghiệp không, giờ này là Lão Thái Gia là coi tin tức với coi đá banh. Bây giờ bắt Lão Thái Gia đi đóng hàng. Lỏng le vậy làm sao? Phải chem cho cứng ba. À, bây giờ lỏng như vậy phải không? Bây giờ là con sẽ lấy thêm đồ cho Lão Thái Gia chem. À. Đó, bây giờ đây Lão Thái Gia lấy thêm mấy cái mút này là chem vô cái hộp. Nói chung cái hộp á, mình khi đóng hàng là mình lắc phải không có kêu mới được. Lắc kêu á là sẽ hư hàng của các bạn hết. À, bây giờ Lão Gia chem vô. Đúng rồi, chem này vô. Ủa sao nhiều vậy Lão? Cái này chem mình thấy gì đâu không với cặp. Thôi bây giờ Lão thử bỏ vô coi. Rồi, bỏ vô chú đi. Đây là Lão đóng là một bộ bài và một hộp xịt quán bò sữa. Đó. Rồi bây giờ khoan chem vô đầy vô luôn Lão ơi. Đó. Rồi vậy là êm rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ dán băng keo lại. Đúng rồi, dán băng keo lại nha. Cho nó cứng cáp. Rồi bây giờ Lão lắc kêu ơi, lắc kêu không? Không. Không kêu là ok rồi. Đây con dịnh cho Lão dán. Để con coi cái hàng này là của bạn nào mua đây. Đọc tên không? À, bạn này là bạn Trâm Bích ở ấp Xèo Nhão, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang. Đó, bạn Trâm Bích là rất là sướng nha, được Lão Thái Gia đóng hàng cho nha. Đó. Rồi, Trâm Bích. Ê, Lão dán này nó bị hở lên nè. Bây giờ Lão phải kéo băng keo từ đây, kéo xuống đây cho nó dính kín lại. Rồi, ok. Lão Thái Gia là bình thường là nấu cơm không, mà hôm nay kêu Lão Gia ra đóng hàng luôn. Ok, bây giờ Lão sẽ lột cái này ra dán lên. À, lột ra dán lên. Rồi, bây giờ dán dọc theo cái này luôn. Rồi, bây giờ chắc cú á là mình sẽ kéo thêm cái lớp băng keo đó để mình che cái này lại cho nó đừng có bị mất cái thông tin của các bạn. Rồi, ok. Rồi, quá đẹp luôn. Đây là cục hàng đầu tiên của ngày hôm nay do Lão Gia đóng nha. Đó. Tuy thì hay dán băng keo còn lung tung quá. Nhưng mà không sao, một lát nữa tôi sẽ chỉnh lại. Bây giờ là sẽ tới coi cái đồ hàng của chị chủ shop đóng nha mọi người. Đây. À, ủa chị V đang đóng à, đây là một ship 12 cây giả quang. Đúng rồi. À, bây giờ băng keo của mình là có chữ CNT luôn nha, rất là đẹp luôn nha các bạn. Ủa mình nở vô cái hộp này vừa không Vi? Vừa. À, đây rất là vừa luôn, vừa dặn luôn. Dạo này là shop VV House rất là chuyên nghiệp luôn, nâng cấp lên hộp thiết đồ hiện đại. Đúng rồi. Yeah. Trời, cộng tóc của ai vậy? Tóc của ai? Tóc của ai? Xén ra. Tóc của bà chứ của ai? Đó, bây giờ là mình sẽ dán cái hũ bò sữa này á, là chị Mi sẽ dán 4 góc luôn để cho nó đừng có bị móp. Đúng rồi, đó là chắc cú luôn nha các bạn. Bây giờ mình để là đó rớt mà nó không kêu vậy trơn là rất là cứng luôn. Hàng mà các bạn mua tại shop Baby House là trực tiếp do các nhân viên tại shop đóng luôn. Đó. Rồi bây giờ chị Mi sẽ gói thì lại sao. Rồi bà quấn cái cục này cho bự vô nè. Bây giờ mình dán được nè. Cục này bự quá à. Bây giờ sao? Giờ gỡ ra. Trời ơi, nó không có thời gian rồi mà bước vô bước ra gì chết rồi. Trời ơi, gói hàng là một nghệ thuật đó mọi người. Và người đóng gói là một nghệ sĩ. Đúng vậy. Còn các bạn mua là khán giả. Đó. Khoan bây giờ để coi cái bill này là của bạn nào mà chị B đóng nè. Bill của bạn Bích Huyền ở đường Quang Trung, quận 8, quận Gò Vấp nha. Đó, phường 8, quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp chứ đâu ra quận 8 mà quận Gò Vấp nữa chị trời. Rồi bây giờ giữ cho chị B đóng này nè. Đó. Tuyệt vời luôn. Quá đẹp. Sau đó mà
tem và dán. Chị Vy xé tem rồi giống như là mình khui hàng mới vậy đó. Rồi. Ok chị Vy qua. Bây giờ sẽ qua tới anh Duối. Bây giờ tôi sẽ ra tôi giám sát của anh Duối hôm nay anh đóng cái gì nha. Cà khó, cà khó. Mọi người thấy nè. Đó, bây giờ Duối đóng gì? Có một cây xương rồng thôi, nhưng mà phải dùng một cái hộp bự vậy nè. Trời ơi. Đó. Ê, cây xương rồng để vô giữa này luôn nè anh Duối. Nhưng mà mọi người có thấy không gian dư hai bên không? À. Đó nên là sau này mọi người có mua xương rồng thì nhớ mua kèm theo nhiều món nữa để mình để đầy cái hộp cho dễ. À. Ủa hồi nãy tôi có lấy ra một cái số đồ để tôi che mà tôi để đây đâu tiêu. Ủa đâu ra đâu vậy? Cửa hàng. Tụi xế xíu rồi nhà chốt là chết tôi luôn. Ê, bỏ vô. Đâu, lão già lấy cái gì vậy? Đồ chim. Cái này là chêm vô ba cái giấy ni lông. Bọc ni lông bỏ vô. À, đây cái bọc ni lông này rất là đẹp luôn nha. Ủa, sao nhìn nó giống cái tấm áo tràng vậy? Trời, nhìn nó dày luôn mọi người. Không biết bớt có kêu không nữa. Ủa, nhưng mà cái này để cho anh Duối mà sao bà lấy cái gì vậy? Ủa, xin miếng. Xin miếng làm cái gì? Lót cái này. Lót cái gì? Đây, mình lót cái này nè. À, bạn nào mua cái gì đây? Coi bạn nào mua cái gì. À, một cây son, một hộp set bò sữa. Phấn và mắt. Một cái băng đô hình con gì vậy? Dưa hấu. Dưa hấu. Đó, rồi chị Bê xếp vô. Cái này là của bạn nào luôn? Y khoan. Thiếu đồ phải không? Không, nãy hình như em nhớ là bạn nó mua cái sandwich mà em lấy lộn dưa hấu rồi. Vậy thì đổi lại. Đó, bây giờ qua anh Duối quấn cái cây xương rồng nè. Đó. Cây xương rồng mà của anh Duối quấn á là nó sẽ ship qua tới bên Mỹ châu Âu luôn cũng được nữa, là không bị hư hại gì. Chính xác là như vậy. Đó, nếu như mà có hư hại gì thì mọi người nhớ inbox cho anh Duối bắt ảnh đền. Đây, công đoạn gói xương rồng gồm có 3 bước. Bước 1 là quấn giấy. Đó, quấn giấy xong. Quá đẹp luôn. Đó, để cho mà nó đừng có bị rung lắc vậy nè. Rồi, bước số 2. Mình sẽ chêm vô. Đó. À, mấy cái này rất là hiện đại luôn nha. Mọi người có thể lấy cái này về để làm áo mưa. Mỗi lần mình đi ra đường á trời mưa mình lấy mình che mưa luôn. À. Quá đẹp rồi anh Duối ơi. Ở đây bên đây còn trống anh Duối. Đó. Sẽ để theo một lớp bên phải. Đó, để tránh da đập. Hay quá. Hiện đại quá, hiện đại quá. Chưa hết đâu. Ủa cái gì nữa? Thêm một lớp ở trên nữa. À, cái này là đắp mộ cục tình. À, đắp mộ trên này là để đề phòng mà lỡ có trời mưa và gió ướt cái cục hàng nhưng mà vẫn không ướt đồ của các bạn. Đó, yeah. Sau rồi mình sẽ đóng hộp lại. Quá đẹp luôn. Bỏ anh Duối. Ba bước. Tôi để ý trong cái shop này nha, tôi thấy anh Duối đóng hàng rất là đẹp và rất là có tâm luôn. Bởi vì bạn nào được anh Duối đóng là bạn rất là hạnh phúc. Để coi bây giờ bạn này là bạn nào đây? Bạn này là Trần Khôi ở đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh. Đó, bạn Trần Khôi khi mà nhận được cái này là bạn mới biết anh Duối đóng cho bạn Khôi. Rồi, dành lại cho anh Duối nè. À, quá trời êm luôn. Không có tì vết trên đây luôn nha mọi người. Cái này rất là khó khăn nha. Cái kỹ thuật này đòi hỏi là mình sẽ đóng là phải trên 100 cái hộp hàng mình mới có kỹ năng này được. Wow, đây chị Bi đóng gì đây? Mở ra cho tôi kiểm tra này. Cái này là hai bộ sticker phải không? Đúng rồi, ngôi sao với bé thỏ. Còn cái này? Cái đó là giấy nót lúc. Bò sữa. Bò sữa. Rồi, bây giờ là để sao? Nó quấn lại. Rồi để cái washi vô đây. Để cái giấy nót vô đây. Thôi cho giấy nót nằm ở dưới đi. Giấy nót nằm dưới hả? À. Đó, à, đúng rồi, ok. Rồi. Giờ đã, bây giờ chị Bi sẽ chêm này vô. Cái hộp hàng này nói chung là rất là khá là dễ đóng nha các bạn. Tại vì nó chỉ là nhựa với giấy thôi, rất là mềm. Thật ra mình không phải mà mình sơ chế gì nhiều. Mình chỉ cần trộn nước sôi lên là xong. Đó. Đó, lấy cái chân nhìn lại. Ây da. Lộn, gỡ vô đi. Còn chị ngủ lại nó không đóng hàng. Con mò mà nó biết đóng hàng, chắc chị Bê cũng bắt nó vô đây đóng hàng rồi quá. Rồi, bạn này là bạn nào rồi chị Bê đóng đây? Bạn Thảo Nguyên ở quận 12. Quá đẹp luôn chị Bê ơi. Đó. Quá trời đẹp rồi. Yeah. Đây. Bây giờ sẽ tới lượt tôi đóng. Ây da. Bây giờ tôi sẽ đóng cái bịch hàng này cho chị Bê. Bịch gì ạ? Bịch này là có kẹo. Có một bịch kẹo trà sữa. Đúng đó, rồi. Bạn này mua thêm hai cái băng kẹp tóc. Kẹp tóc. Một hũ kem lạnh hương nho và một cuộn washi. Bạn này tên là Như Nguyễn Phan Thiết Bình Thuận. Tôi đóng tốc độ luôn. Tốc độ quá quen cái công chuyện này. Ghê hả? Rồi trà sữa này sao? Đó. À, gấp gọn lại bỏ vừa hộp luôn mọi người. Đúng rồi. Đó. Bây giờ là tôi sẽ lấy thêm cái bì này mới được. Cái đó là cái mút chứ không phải cái bì. Cái bì cái mút cũng vậy mà. Rồi, quấn qua tôi sợ thôi. Là hư cái hộp này của bạn đó nên bây giờ tôi sẽ quấn cái này cho cái hộp này nó nguyên vẹn. Xong một cái đây. Rồi bây giờ cái này nó có cái quai, thành ra mình phải quấn cho nó bít cái quai chứ không nó sẽ bị gãy cái quai. Lão già chúng kéo không? Đây em cắt cho lão nè. Rồi. Đó, xong. Đây cái quai này á là theo tôi đóng thì tôi sẽ đóng như vậy nè mọi người để cho nó không bị gãy cái quai.
đó, cuốn cái cục dày như vậy luôn thì nó sẽ bít cái quai đi, sẽ không có va đập cái quai được. Sau đó mình chắc cuốn mình sẽ quấn thêm cái đầu này nữa. Đó, quấn xong là cái cục này nó tròn quay như trái lựu đạn. Rồi mở vô, chêm nha các bạn. Chêm vô mình sẽ tận dụng mình quấn cái này luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là ổn thỏa luôn nha. Hết kêu. Đấy, cái băng keo mình quấn xong nè mọi người coi nè. Ngay cái mép đó mình sẽ đè sát xuống. Mình sẽ nhét băng keo lại. Kéo qua. Xong rồi mình lấy cái này nè, mình đẩy luôn là nó sẽ rất là sát cho mình. Ghê à. Chứ sao? Đây là bạn Như Nguyễn. Như Nguyễn. Ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Mày. Đó là anh Đức đóng nha. Bạn này ở ngoài biển nè. Đó, bây giờ anh Đức dán lên nè. Rất là đẹp luôn. Là qua xe, qua xe. Ok mọi người, toàn bộ những cái món hàng hôm nay là tôi đã sắp xếp hết trơn rồi nha. Đó. Bây giờ chị Vy sẽ bắt đầu dán tem và đếm coi hôm nay được bao nhiêu view tại shop Vy không. Ok, bây giờ dán xong rồi dưới đếm. Rồi, dưới. Một. Trời. Cái gì vậy? Nhanh nhanh xíu đi, nhanh nhanh xíu đi. Nhanh làm việc nhanh. Ừ, tốc độ lên. Đây, 5. Đó, 6. 7. 2. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10 won. 10 won là 11. Đó, đúng rồi, chính đó rồi. Đó. 2. 13. Chắc có lẽ là mọi người lâu lắm rồi không lập lại các thành viên trong shop PayPal, chắc mọi người nhớ lắm đúng không? Thì cố gắng đi hết 15 ngày dịch là tôi sẽ quay chị Mia, quay chị Bilo, quay anh Tú Lầy, quay anh Vinu cho mọi người xem. Thì cái thời điểm này nó hơi khó khăn thì tôi không thể nào mà quay cho mọi người xem được. Bao nhiêu ơi? 21 con. Trời ơi, 21 con gà. Rồi. Cái này giấy đích này nha. Đó. Chị B là bà khóa dán tem lắm, ngộ vậy đó, mà đóng gói thì là không đóng. Đó. 25. 26. 27. 28. Rồi. 29. Wow. Ok mọi người luôn, vậy là hôm nay BB House đã đóng hàng 29 đơn. Yeah. Yes. Tôi cũng xin kết thúc clip này luôn, tại vì nãy giờ clip quá dài rồi, các bạn xem cũng đã mệt mỏi rồi. Thôi tôi cũng xin tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người nhớ đón xem thêm các video tiếp theo trên kênh BB Channel Thạc Đức Vlog. Ok, có hẹn đó bị lắp 1 triệu sub cho anh. 60 triệu sub rồi, 1 triệu sub là vừa hết dịch là mình xóa luôn. Ok.